Chào các bạn đến với kênh Cường Bonsai. Hôm nay tôi gặp một cây xanh khá là già, rất già nhưng mà cái thân của nó rất là mềm mại. Các cái đường uốn của thân và các cái chi cành phóng rất là tự nhiên, phóng khoáng. Tôi quay cái video này cho các bạn cùng ngắm. Cây này thì hoàn toàn tạo tác theo lối cắt giật, mất mấy chục năm để tạo tác. Mà các bạn ngắm cái bộ gốc. Thân rất già nhưng mà lại có cái độ mềm. Đây là một chi đây, chi thứ hai. Các bạn có thể nhìn thấy một cái đường lắc từ dưới bộ bệ rễ. Nó rất mềm, mặc dù cây già. Mới tác phẩm tuyệt vời các bạn. Tôi đứng xa ra một chút cho các bạn nhìn tổng thể. Cái không gian nó hơi chặt cho nên là không thể nhìn được hết. Này. Cành rất là mềm mại. Mời các bạn cho nhận xét ở bên dưới video và chia sẻ cho nhiều người biết hơn. Xin chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ.